Ông Nguyễn Hưng Tấn, ngụ tại xã Bộ Chinh, huyện Châu Đức, gửi đơn đến chương trình hộp thư truyền hình trình bày việc Tòa án Nhân dân huyện Châu Đức chưa giải quyết yêu cầu sau lục hồ sơ vụ án liên quan đến quyền lợi của ông. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hưng Tấn trình bày. Giữa năm 2019, ông bị em gái khởi kiện ra Tòa án Nhân dân huyện Châu Đức về tranh chấp ranh giới giữa thửa đất của ông và thửa đất người em gái. Hai thửa đất này anh em ông được cha mẹ để lại và đã làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 2010. Ông sử dụng ổn định, giữ đúng ranh giới từ đó đến nay. Vụ án của ông gần một năm vẫn chưa đưa ra xét xử, dù ông được tòa án mời lên làm việc rất nhiều lần. Đến tháng 5 năm 2020, đoàn liên ngành gồm đại diện tòa án dân chân huyện Châu Đức, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, công chức địa chính xã Bào Chinh đã tiến hành đo đạc, cắm mốc xác định ranh giới rõ ràng giữa hai thửa đất của ông và em gái ông. Sau khi đo đạc với kết quả hiện trạng sử dụng đất của ông Tấn, khớp với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau đó, em gái ông rút đơn khởi kiện và tòa án ra quyết định đình chỉ vụ án. Theo ông Tấn, việc khởi kiện của em gái khiến ông mất nhiều thời gian cho việc đi lại, ảnh hưởng uy tín với chòm xóm. Vì vậy, ông Tấn quyết định khởi kiện em gái tại tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa, nơi em gái ông đang sống. Ông nộp đơn xin sao lục hồ sơ vụ án tại tòa án nhân dân huyện Châu Đức nhưng tòa án chỉ giao cho ông các giấy tờ không đúng như ông yêu cầu. Yêu cầu tòa án cho Đức đầu tiên là sao lục hồ sơ lại cho tôi đầy đủ để tôi có cái chứng cứ tôi gửi lại à, tôi gửi tới tòa án nhân dân thành phố Bà Rịa. Phóng viên chương trình đã trao đổi với thẩm phán Đào Trọng Hải, chánh án Tòa án Nhân dân huyện Châu Đức và được thông tin, em gái ông Tấn khởi kiện là có cơ sở và thực tế xác minh cũng cho thấy ông Tấn có lấn ranh đất của em gái ông. Ngày 14 tháng 5 năm 2020, đoàn liên ngành tiến hành đo đạc cắm mốc ranh giới theo đúng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hai hộ. Sau khi cắm mốc, em gái ông Tấn thấy vụ việc đã được giải quyết nên quyết định bãi nại và rút đơn khởi kiện nên tòa án ra quyết định định chỉ vụ án. Còn về yêu cầu của ông Tấn sau lục hồ sơ vụ án, ông Hải cho biết đã cung cấp những giấy tờ cần thiết cho ông. Nếu ông Tấn quyết định kiện em gái của ông tại Tòa án Nhân dân thành phố Bà Rịa và được thụ lý vụ án, thì Tòa án Nhân dân thành phố Bà Rịa sẽ gửi công văn yêu cầu Tòa án Nhân dân huyện Châu Đức cung cấp các hồ sơ chứng cứ liên quan đến vụ việc lúc đó tòa án nhân dân huyện châu đức sẽ cung cấp theo đúng quy định